Hôm nay ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Có học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học là mày còn ngủ. Mà vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu, sử mày cũng thi lại, cái gì mày cũng thi lại hết. Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi, con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này, với 4 câu này, mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã nhờ. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ tính bổn thiện có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính ở đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hộp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị, có nghĩa là khi con ra đời, con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hộp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Dạ. Tương cũng là tương hộp. Diễn là diễn thị. Còn tương hộp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hộp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị. Hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à? Cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác. Cẩu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. À. Tính nải thiên. Tính là gì? Tính là tính toán. Nải là nải chuối. Thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. À. Chi là bịch kim chi. Đạo là đạo chích. Có nghĩa là lộn. Đạo là đạo đức. À. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kim chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý. Dĩ là sở dĩ. Chuyên là chuyên môn. Có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói ba dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Kinh hoàng. Có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi. Nể ba chưa? Nể quá, công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi siết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụi chôm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được cái lý do tại sao con ngu rồi, con xin ở lại lỗi. Lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều bằng mày. Ngày xưa tao nghèo tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ, mày học, mày chịu khó mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi chị lên trển chị chờ em lên học chung với, bây giờ sao mày lỡ hứa mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này, ba nói lớn quá là mắc cỡ cũng chết à. Suốt ngày không chịu học, kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ. Vô trong lớp quýnh bạn không. Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào? Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, giờ đòi hoài ba không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ làm sao.
không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao giằng mặt bả, tao chỉ xiết cái gậy của bả thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu á nữa. Đi lấy về nấu tao mày ăn hả? Bây giờ đem về hầm canh có gì đâu. Tao lao con mà giờ nói mày á, vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học mà mấy đứa bạn có xa lánh con, hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại em mày. Làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu, dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Ủa? Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn, thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không? Mày chết làm sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba làm mình bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà bây giờ mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thay mày bự hơn người ta rồi, con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay tao bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, má thấy không? Má chửi con kìa, má thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đó. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè. Tại sao hôm bữa mày lấy đá mày chọi thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Ừ, đó. Có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày chọi vô đầu nó đi, có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó ăn hiếp con lấy đá con chọi nó, mà nó né được ba. Vô ngay bà hiệu trưởng luôn ba. Tại nó né, nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Ba nói, ba đứng mà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ, cô đuổi ra khỏi trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Đó, trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn, vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xém rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô chổng, con quýnh lộn nha nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ đó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh rồi bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Trời ơi, đau. Nằm xuống. Nói cho mày biết, từ nay về sau ba dạy mày nè, nhớ nghe chưa? Dạ. Con bị người ta đánh, thậm chí bị người ta đụng nhẹ thôi là mày phải cào nhà nó liền cho tao. Cả sớm này không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nhà nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Mắc gì đánh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được. Quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhỏ nhỏ nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhỏ nhỏ là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con sự hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp nó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mai mốt người ta mượn tiền ba thằng tao quịch. Mày hiểu không? Ba dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này. Dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba dở nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ. Hai hổ. Thiệt đụng rồi, đụng lớn luôn á. Ba ơi, trân trọng lên ba ơi, coi chừng ba ơi. Trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai được gì đúng không? Dạ, anh bảy búa. Dạ, tao một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ.
Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh Bảy là chúc sức khỏe qua lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện, muốn nói chuyện với nó. Mà nó nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC vậy? Chú ba trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha ba. Mũi dài lái chịu đòn. Xin lỗi ba. Lời nói thứ hai cho em gửi đến cô chú, các anh chị cùng các bạn để chúc sức khỏe. Chú ơi, chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Tao đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Thôi, ba đâu... Tao phải tu hề đâu mà làm MC. Tao có khí hoang nói đâu mà làm MC hoài mà bị đánh vậy ba. Chính vì không có khí hoang nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại như vậy. Mày đã không có khí hoang nói là mày nhìn tao nè. Không có khí hoang nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỡ nè. Thấy không? Nè, thẹo dữ còn, thấy không? Dạ. Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, ghé nội ơi. Mày lạnh quá, chuyện chuyện của tao. Vậy sao mày? Giờ bỏ luôn. Trời ơi, đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe là nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo, chỉ là vậy anh bậy. Đừng có đánh xa con nữa. Sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi mày. Mày mới làm hết. Rồi em nhớ ngày xưa cái thời còn hoàng kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một sớm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi, tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái là ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Thì bây giờ anh vỗ ngay có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn mà. Tao tự hốt. Tao nói mẹ tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Qua ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy là con gái tao sẽ như thế nào? Một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mày nghĩ đi. Con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây, đây con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quấn con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Có. Quấn con gái người ta. Vô đó. Quấn con chưa kìa. Không xin lỗi nó. Quấn tao. Mày nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu, tôi xin lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta đàng hoàng. Biết rồi. Con, chạy ra mời chị vô con. Con đi. Đâu có chạy. Ủa, này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Mầm trồ đá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày luồn nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó nói láo. Nó nói ngang, nó ngược. Nó là nó quýnh bạn nó. Bự con là lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà con mà nói láo. Con cái mà nói láo là qua mặt cha mẹ. Mày cũng nói đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chát chát. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời, nó xạo quá chú. Con có, con đâu có quýnh vô trong mặt nó đâu. Con giả vô trong đít đó hả? Mày nói lao. Thế... Con tao không bao giờ biết nó lao đâu, mày đừng có đeo mày. Thế, con giả trong đít mà không mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả chơi là phải chơi cho tới luôn. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Con thấy chưa? Nó đâu có vừa đâu. Mày hả? Ê, chồng thiết con không? Mày đứng thay chứ. Mày trời ơi, thầy đừng có ép ở đây. Đừng có ép ở đây. Thầy nghe con tao. Tao mới giết mày thôi. Ai biết con giết con tao gì? Mà nó cho em đứng lại. Đứng lại. Đứng lại con. Con có đứng không? Con còn đứng luôn đi chứ con chạy. Hồi ba con quýnh chú chết. Đứng đi con.
Ê, trời ơi, chú thấy vô nó xạo mà, con đâu có quýnh vô mặt nó đâu. Thôi bây giờ chị mọi chuyện, bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ. Ừ, con tôi quýnh vô đít nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên. Chơi là phải chơi cho tới, công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc cái vụ tiền góp của em. Qua đây. Bây giờ nghĩ sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ. Một cách quá đáng. Ủa sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta. Cái này chú bày ra chú. Mày anh... nói người ta không được mày đánh đập người ta. Nói vậy của ba anh... con cái của con là chú đụng vô là chú bậy rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha, tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng là từng là giang hồ anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? À. Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi. Nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói đó. Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết đi, tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quế nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà. Bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dưỡng tóc đen. Em đâu có biết, em tưởng là bà cầm gậy ra bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế giỏ của em quạt cái cây một cái, bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên người ta quạt rồi bà đổ thừa em tưởng là bà ăn giả. Chúc mừng chú. Ủa, chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Nó nói gì vậy? Con nói lại cho chú nghe. Nhỏ này nó nói chuyện nó có rõ rõ rẽ chắc mày đánh tao đánh tại tao. Anh nó nói gì vậy anh? Nói gì vậy chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ đúng vậy không con? Ủa anh bà ngoại nó là ai? Là má của vợ tao. Vậy có liên quan vậy chú không? Trời ơi mày không liên quan đâu mày. Ai vậy trời ơi mày? Mày liên quan.